cách bài trí bàn thờ hợp phong thủy để được thần linh ban phước, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ về các kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, quý vị có tin rằng việc bài trí ảnh thờ thuận phong thủy sẽ giúp cho gia đạo gặp được nhiều bình an và may mắn hơn trong cuộc sống hay không ạ? Theo chia sẻ của thầy Gia Cát, một chuyên gia nổi tiếng trong Hiệp hội Phong thủy Thế giới, thì điều này hoàn toàn là chính xác. Bởi ảnh thờ chính là vật dụng quan trọng và linh thiêng nhất trên bàn thờ. Thông qua ảnh thờ, chúng ta có thể gửi gắm tấm lòng thành kính cùng với sự biết ơn vô bờ bến đối với công ơn của tổ tiên và thế hệ đi trước. Nếu như gia chủ biết khéo léo, bài trí ảnh thờ sao cho hợp lý, thì cả nhà sẽ nhận được phước lành, phúc lộc ùn ùn kéo tới, làm gì cũng thuận lợi hanh thông. Ngay sau đây thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi để nắm rõ nhé. Khi có người thân mất đi, sau khi tiến hành nghi lễ ma chay, chôn cất xong xuôi, thì chúng ta thường đặt di ảnh của những người đã khuất lên bàn thờ. Việc này nhằm mục đích tỏ sự tưởng nhớ đến người đã khuất và thờ cúng vào những ngày lễ rổ. Thế nhưng, cách sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên như thế nào cho đúng vị trí quy luật thì không phải ai cũng biết. Bạn có biết rằng việc sắp xếp di ảnh trên bàn thờ gia tiên như thế nào là đúng để hợp với thuần phong mỹ tục truyền thống ông cha ta từ xưa đến nay hiện đang là mối quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là những người chưa có kinh nghiệm trong việc thờ cúng tổ tiên. Vậy việc đặt ảnh thờ như thế nào để tỏ lòng thành kính của gia chủ được bề trên chứng giám? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của chuyên gia uy tín về tâm linh để nắm bắt được nguyên tắc quan trọng khi đặt di ảnh trên bàn thờ bạn nhé! Điều đầu tiên, đặt ảnh thờ theo quy tắc nam tả nữ hữu, có nghĩa là nam trái nữ phải. Ảnh thờ phải đặt trang nghiêm theo thứ tự nam tả nữ hữu, nam trái nữ phải, tức là ông phía bên tay trái của bà phía bên tay phải của ông. Nếu theo hướng ta đứng nhìn vào bàn thờ, đặt ảnh nam bên phải, ảnh nữ bên trái. Đặt ảnh thờ theo các cấp bậc, người có cấp bậc cao hơn đặt ở trên cao hơn. Ví dụ, ông bà đặt cao hơn với bố mẹ, ông bà đặt ngang nhau. Ảnh thờ nên được đặt lệch về phía sau bát hương, không đặt chính giữa bàn thờ. Bạn có thắc mắc vì sao ảnh thờ lại phải đặt theo quy tắc nam tả nữ hữu hay không? Trong dân gian, có rất nhiều cách lý giải về quy định cho hướng nam tả nữ hữu này. Trong đó thực tế là người xưa quan sát chuyển vận của tự nhiên bên ngoài và hoạt động của bên trong con người mà định ra. 1. Xét theo quan niệm phong thủy học. Từ thừa khai sinh lập địa bàn Cổ Thạch, một vị thần của văn hóa Trung Hoa, trong cuốn sách Ngũ Văn Lệnh Niên Ký có ghi chép lại. Khi bàn Cổ Thạch biến thành mặt trời, phần mặt trái của ngài hóa thành mặt trời, còn mặt phải của ngài thành mặt trăng. Mặt trời tượng trưng cho nam giới, còn mặt trăng tượng trưng cho nữ giới. Từ câu chuyện này mà dân gian lưu truyền câu nói nam tả nữ hữu. Theo thuyết âm dương, ta có được hai mặt âm và dương. Dù là hai thế lực đối nghịch nhau, nhưng sinh ra vạn vật, tất cả mọi vật đều có âm có dương cân bằng lẫn nhau để tất cả có thể tồn tại. 2. Xét theo góc độ khoa học. Trong lúc ngủ, vợ thường nằm ngủ ở bên trái nếu nhìn trực diện vào và gối đầu lên tay phải của chồng. Cảm giác của người vợ khi đó là được bảo vệ, cảm giác trở nên an toàn hơn. Về phía người chồng, khi đó là cảm giác được che chở cho vợ của mình. Khi người vợ nằm bên tay trái thì vị trí nằm như vậy sẽ là rất dễ hô hấp. Đồ ăn trong dạ dày sẽ dễ tiêu hóa, còn với người đàn ông thì đa phần thuận tay phải, do đó chịu lực tốt hơn tay trái. Các bà vợ nằm lâu thì mỏi, do đó người vợ phải gối đầu bên tay phải thì mới có thể ôm nhau được lâu. Nguyên tắc thứ hai, không đặt chân dung hình hai người trong cùng một bức ảnh. Điều này có thể thấy trong nhiều gia đình, có thể vì cụ ông và cụ bà mất gần thời điểm của nhau cho nên con cháu làm chung. Họ nghĩ rằng như vậy sẽ nhắc nhở con cháu cần phải gắn kết yêu thương lẫn nhau tới già như các cụ. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy Nguyễn Tuấn Anh lại cho rằng việc này khiến cho các cụ có cảm giác bị khinh nhờn. Ngoài ra, việc đặt ảnh hai người cùng một bên còn khiến cho bàn thờ bị mất cân đối. Điều này là đại kỵ trong phong thủy, sẽ khiến cho gia chủ gặp tai họa. Nguyên tắc thứ ba, tránh đặt ảnh thờ lệch ngang hàng với bát hương. Trong tục thờ cúng của người Việt, đây là điều tối kỵ, ai ai cũng phải biết.
Ảnh thờ là thứ giúp người mất định vị trí của bản thân trên bàn thờ. Nếu gia chủ đặt lệch người đã mất thì sẽ không tìm được chỗ của mình. Như vậy, người đó có thể bị gạt khỏi nơi thờ cúng, chỉ được đứng nhìn những người khác ngự trên đó. Tất nhiên người sống sẽ bị quả mắng trách phạt. Không chỉ thế, trong quan niệm tâm linh còn cho rằng khi đặt lệch tức là gia chủ đang xem thường người mất nên không muốn để chính diện. Còn những thứ cô hồn bên ngoài có thể chen chân vào chỗ trống để cướp thức ăn mà gia chủ dâng lên. Nguyên tắc thứ tư, không đặt di ảnh chính giữa bàn thờ. Bạn hãy nhớ rằng vị trí trung tâm bàn thờ là vị trí của thần linh và các bậc tổ tiên, không có bất kỳ người nào được phép chen vào cả. Tuy nhiên, có một số người hay đặt ảnh bàn thờ người thân của mình ở giữa và đẩy chỗ thần linh ra bên ngoài. Việc này chẳng khác nào cho rằng bản thân người đó quan trọng hơn các vị thần linh hoặc là tổ tiên. Nếu đặt ảnh bố mẹ, anh chị em vào giữa bàn thờ, như vậy chẳng khác nào gia chủ đang nói họ còn có vị trí trung tâm cao nhất. Điều này sẽ khiến cho thần linh và các vị tổ tiên cảm thấy bị xúc phạm, không bao giờ phù hộ độ trì cho gia chủ mà chỉ giáng toàn tai ương. Quý vị thân mến, cùng với ảnh thờ thì bát hương cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong không gian thờ cúng của mỗi gia đình và có tác động mạnh mẽ đến nguồn năng lượng, tài lộc của toàn bộ căn nhà. Tuy nhiên, đa phần chúng ta đều chưa nắm bắt được cách đặt bát hương sao cho thuận phong thủy để mang đến sự ấm cúng cũng như là cho nơi thờ tự thu hút được nhiều may mắn và tài lộc về với gia đình. Ngay sau đây thì Phong Thủy Gia Cát sẽ bật mí gửi tới tất cả quý vị. Trong văn hóa tâm linh của người Việt, bát hương là vật thờ cúng quan trọng không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên. Bát hương cũng luôn được ưu tiên đặt ở vị trí trung tâm của bàn thờ. Đây được coi là nơi các con hương linh thần thánh tổ tiên giáng ngự và cũng là nơi thể hiện sự thành kính của gia chủ. Không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ, bát hương còn có giá trị tinh thần rất lớn, nhất là về mặt tâm linh. Đặt bát hương trên bàn thờ nhằm mục đích hướng cho con cháu đến sự giác ngộ, hướng tới sự thiện lương và những điều giản dị tốt lành. Bên cạnh việc mang ý nghĩa là vật thờ cúng quan trọng về mặt tâm linh, tinh thần, bát hương còn mang ý nghĩa truyền thống. Từ thời kỳ phong kiến, tư tưởng nho giáo còn đè nặng lên xã hội, tâm lý đẻ con trai để nối dõi tông đường, để có người hương hỏa rất phổ biến. Do đó, ý nghĩa của bát hương lúc này không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất hay tinh thần, mà còn mang giá trị truyền thống, cha truyền, con nối, con cháu nhớ về tổ tiên và bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên. Thứ nhất, nguyên tắc đặt bát hương theo phong thủy ứng với các số lẻ. Bát hương là đồ vật quan trọng nhất của bàn thờ. Nó được ví như ngôi nhà để các cụ trong gia đình đi về. Bát hương trên bàn thờ có nhiều cách đặt và thờ khác nhau, nhưng theo thông thư gia bảo của chi phái họ Nguyễn, chính tộc Hương thôn Trà Khê, thì bát hương trên bàn thờ thường đặt ứng với các vị trí số lẻ 3, 7, 12. Vì người sống trải qua sinh lão bệnh tử, từ sau khi mất đi thì ứng với quỷ khốc, linh thính, tức là khi mất đi hồn lìa khỏi xác và thành quỷ. Chết giờ tốt không bị hung thần và chết giờ xấu thì bị hung thần giữ xác. Sau khi chết đi, nhờ tiếng khóc và sự thờ cúng của con cháu mà trở nên linh thiêng và hết 49 ngày, rồi 100 ngày vong sạch sẽ, được đưa vào chùa tụng kinh, nghe kinh mà cứu rỗi siêu thoát nên những bát hương cũng ứng với chữ như vậy. Thứ hai, đặt bát hương phù hợp với văn hóa vùng miền và đúng vị trí. Đặt bát hương trên bàn thờ bằng sứ hay bằng đồng thì tốt hơn. Bát hương trên bàn thờ phải theo một nguyên tắc nhất định của từng vùng. Bát hương chính là nơi ngự của các hương linh thần thánh tổ tiên và cũng thể hiện sự thành kính của gia chủ đối với cõi âm. Bát hương thờ là hình thức hội tụ tâm thức, nó giống như một sợi dây vô hình để gia chủ thắp hương cầu nguyện thần linh tổ tiên có thể chứng giám. Vì vậy, bát hương phải có sự phân chia riêng cấp bậc giữa quan lại và chúng dân. Người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ thường đặt 3 bát hương trên đế Tam Sơn cho một bàn thờ. Bát hương này, khi đứng từ ngoài nhìn vào, thì bà cô tổ tiên bên trái, thổ công chính giữa và gia tiên bên phải. Trong đó, bát hương thổ công bao giờ cũng to hơn hai bát kia và đặt ở vị trí cao hơn. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi tìm hiểu về nguyên tắc bài trí ảnh thờ và cách đặt bát hương sao cho đúng vị trí, thuận phong thủy để giữ gìn vẹn nguyên ý nghĩa của việc thờ tự trong mỗi nếp nhà, chiêu dụ may mắn phước lành và tài lộc cho cả gia đình. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.